Pháp không gì chuyển hướng đối với thuyết nhân duyên. Dạ rồi, với cái thuyết chủ trương về nhân duyên đó, nó cũng có hai cái chủ trương. Một là chủ trương không nhân duyên, và hai là chủ trương có nhân duyên. Chủ trương mà không có nhân duyên á gọi là vô nhân. Thì đối với cái thuyết mà vô nhân á, vô nhân tức là không có nhân duyên á, thì người ta cho rằng á là các cái loài hữu tình có bị nhiễm ô hay là được thanh tịnh thì cũng không có do cái nhân duyên nào tác động hết, cho đến là không có cái sự nỗ lực, không có sự cố gắng, không có tinh tấn, không có con người, không có chúng sinh, không có hữu tình, không có các sinh loại, tất cả đều là gì, là không. Thì là từ đó người ta cho rằng là tất cả chúng sinh hữu tình là được dắt dẫn bởi định mệnh. À, họ cho rằng là không có phải là nhân duyên gì hết, mà đều là định mệnh. Như vậy định mệnh là gì? Ví dụ sinh ly tử biệt. Sinh ly tử biệt là gì? Tức là khi còn sống mà chúng ta không ở với nhau, chúng ta không thương với nhau, chúng ta không đi hết đoạn đường với nhau, thì chúng ta cho là định mệnh. Rồi thì là thương nhau quá mà mỗi người mỗi nơi, âm dương cách biệt, thì người ta cũng cho là định mệnh. Như vậy định mệnh là gì? Trong nhà Phật không có chữ định mệnh. Tại vì á, suy cho cùng, chữ định mệnh chỉ là một cái chỗ gì? Chúng ta đổ thừa vào đó mà thôi. Đổ thừa vào đó. Cái gì chúng ta cũng nói là định mệnh. Tức là chữ định mệnh, họ cho rằng là cái số mạng của mình đã định sẵn rồi. Chữ mệnh đó là mạng, định mệnh, định mạng. Thì cái con đường của chúng ta, cái tương lai của chúng ta nó như thế nào là nó có sự định sẵn rồi, phải không ạ? Nhưng mà đối với nhà Phật á, thì không. Đối với nhà Phật thì không phải là vô nhân, mà tất cả đều tập hợp tự nhân, nhân duyên. Thì những cái thuyết định mệnh đây, họ cho là không tạo tác, không có sự nhiễm ô hay là thanh tịnh, không có sự cố gắng phấn đấu, không có sự nỗ lực của con người gì hết trơn á. Chẳng qua sinh ra đời, được cha mẹ sinh ra, lớn lên, trưởng thành, làm ăn, dựng vợ, gả chồng, là tất cả đều do định mệnh. Đó là cái chủ trương đầu tiên. Nhưng mà cái tác hại của chủ trương vô nhân này đó, cái vô nhân đây là một chủ trương này. Đó, lát nữa chúng ta học cái chủ trương thứ hai, nó sẽ ngược lại. Bài này hôm trước chúng ta học một nửa rồi, hôm nay chúng ta học một nửa còn lại. Thì tác hại của chủ trương mà không có nhân duyên á, một là người ta từ bỏ ba thiện pháp và chấp nhận ba gì? Ba ác pháp hôm trước học rồi hả? Rồi thứ hai nữa là thuộc tà kiến và chống lại diệu pháp, chống lại diệu pháp, khen mình chê người. Thứ ba nữa là bất hạnh trên cả hai phương diện hiện tại và tương lai. Đó là tác hại của cái chủ trương gọi là vô nhân vô duyên. Họ không cho là có nhân duyên gì hết. Mà một khi họ đã không tin vào nhân duyên, có nghĩa là cơm ăn, nước uống, cuộc sống hàng ngày, không tin là có con người, có sự cố gắng nỗ lực gì hết á, cái gì có không có là thôi, kiểu vậy. Thì họ từ bỏ ba thiện pháp. Từ bỏ ba thiện pháp là gì? Dạ đúng rồi, chính xác. Ba thiện pháp, một là thân hành, hai là khẩu hành, ba là ý hành. Mà thiện pháp á, thiện nha, thân, khẩu, ý, thì ba cái này mà là thiện đó,
thân thiện, khẩu thiện và ý, ý thiện, nó sẽ khác với cái thân ác, khẩu ác và ý, ý ác. Có nghĩa là khi người ta chấp nhận vô nhân vô duyên thì họ từ bỏ ba cái thiện, thiện thiện hạnh này, thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Họ bỏ ba cái thiện hạnh và họ chấp nhận ba ác. Hiểu không ạ? Hiểu chưa? Tức là một khi anh đã có một cái sự không chuyển hướng về cái không có nhân duyên nào hết trong đời sống này, thì anh từ bỏ ba cái thiện hạnh là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh. Và khi anh từ bỏ ba thiện hạnh này thì anh lại chấp nhận ba ác, ba ác hạnh. Hiểu hiểu cái này không ạ? Nghĩa là cái tâm của mình á, một khi mà nó đã trôi dạt về một hướng nào cố định rồi đó, thì chúng ta cứ theo đó mà chúng ta suy nghĩ, hành động và nói năng. Như hôm trước có giảng rồi, Đức Phật ví dụ rất là rõ. Khi một người rơi xuống hầm phẫn mà nó tới đầu gối, nó tới mắt cá chân, thì người ở trên còn cứu được. Rồi nó ngập tới bụng, nó ngập tới ngực, nó ngập tới vai, nó ngập tới mái tóc, nó ngập tới trán thì còn cứu được. Nhưng mà khi nó luốt luôn cả cái đầu tóc và chúng ta không thấy, không biết người ta ở đâu dưới đó hết, thì là chúng ta khó cứu được. Thì tâm của chúng ta một khi đã từ bỏ thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, và chúng ta hướng cái tâm mình làm ba cái ác hành, ta hiểu không ạ? Có nhiều người bây giờ quý vị khuyên người ta làm lành làm thiện, người ta có làm không? Không, khó lắm nha, khó lắm. Khuyên đi chùa, khuyên ăn chay, khuyên niệm Phật, khuyên làm lành lánh dữ, khuyên làm tất cả mọi thứ, không là không. Là tại vì sao? Tại vì sao ạ? Tại vì sao? Họ đã từ bỏ ba cái thiện này rồi. Sao chúng ta khó hiểu vậy ta? Tức là một khi chúng ta đã đánh rơi, chúng ta đã bỏ quên, chúng ta không còn tâm niệm gì nghĩ tới cái thiện lành nữa hết, thì ngay lúc đó chúng ta lại trở vào con đường ác. Và khi chúng ta làm ba ác hạnh rồi đó, thì chúng ta gì? Chối bỏ diệu gì? Diệu pháp. Và khen mình chê. Đó. Có nghĩa là tại sao họ khen mình chê người? Tôi không cần tu hành gì hết, không phải như mấy bà ở đâu. Ăn ngày đêm tối ăn, đi chùa hoài. Nhà cửa không làm lụng, bỏ bê công việc tùm lum hết. Mấy bà sung sướng quá, ăn đi chùa cố. Thấy tôi không? Tôi không đi chùa, tôi không tu hành gì hết. Con cái tôi ngon chưa? Đó. Tôi cũng mạnh khỏe bình thường thôi. Đó có phải là khen mình chê người không? Hiểu vấn đề này chưa? Một khi họ xa rời diệu pháp nè, họ xa rời diệu pháp và họ có tâm khen mình chê người, thì người này đang sống trong ba cái ác là thân ác, khẩu ác và ý ác. Nó ngược lại với cái người này không? Tại sao như vậy? Tại sao họ làm ác mà họ vẫn có một đời sống bình thường? Tại sao? Dục tri tiền thế nhân, kim sanh gì? Thọ giả thị. Yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết nhân đời trước như thế nào thì coi cái quả mình đang hưởng bây giờ ra sao. Muốn biết cái quả đời sau ra sao thì phải xem cái nhân bây giờ mình đang tạo tác. Hiểu không ạ? Nghĩa là mặc dù có nhiều người họ bất thiện lắm mà gia đình họ vẫn ăn nên làm ra, con cái họ vẫn đàng hoàng, sức khỏe vẫn dồi dào, là tại vì sao ạ? Tại vì cái nhân đời trước họ tạo ra nó tốt đẹp quá, để bây giờ người ta lại là hưởng cái quả tốt đẹp đó. Nghĩa là nhân đời trước là nhân vui thì quả bây giờ là quả gì? Quả vui. Còn nhân đời trước nhân buồn thì bây giờ là quả buồn. Nghĩa là sao? Nghĩa là vẫn biết là tôi học Phật Pháp, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà trong vườn của tôi á, toàn là ngò, rau muống, rau cải, rau dền. Mà mấy cái loại cây mà vừa kể ra đó, có nhiều ngày, nhiều tháng không? Không. Nó có 1-2 tháng là cắt đầu rồi. Nha.
Còn để mà cái nhân vui, để đời sau vui đó, là họ tạo cái quả nó phải dày, cái phước đức nó phải dày. Thay vì cái vườn đó đó, tôi trồng cải, tôi trồng xà lách, tôi trồng rau muống, tôi trồng rau dền, thì tôi trồng cái gì? Trát, liêm, vân vân. Năm 10 năm sau, 20-30 năm sau, hết cái đời của tôi rồi hả, cháu ngoại cháu nội của tôi mà nó thiếu hả, nó chỉ cưa một hai cây nó bán không thôi là tiền lũ khủ. Hiểu cái vấn đề này không? Mà từ đó ta mới suy ra những cái gì quả chưa chín mọng mà chúng ta ăn non, chúng ta hái trước, thì nó có được cái sự tốt đẹp không? Không. Thầy xin nói lại, muốn biết cái nhân đời trước gieo như thế nào là phải xem cái quả bây giờ đang hưởng. Ví dụ như bây giờ tôi nghèo nàn túng thiếu quá, mà cái nghèo nàn túng thiếu đó là quả hay nhân? Quả chứ, đúng rồi, là quả. Cái quả của tôi bây giờ nghèo nàn túng thiếu, bệnh tật đau ốm, tất cả mọi cái điều trong gia đình nó không như ý, thì do kiếp trước tôi tạo cái quả gì? Chính xác, chính xác. Mà biết kiếp trước tạo quả xấu như vậy mà bây giờ mình hưởng cái quả xấu như vậy, mình có buồn không? Ủa sao biết mà sao buồn trời? Thấy cái gì xấu là buồn, cái gì đẹp là vui. Hai này ngon lành đó. Dạ đúng, nhưng mà nó hai cái thái độ nhìn nhận nha. Để nói cho nghe nè, nó có hai thái độ nhìn nhận. Nếu gia đình gặp những bất trắc, làm ăn khó khăn, con cháu học hành không được, hay bệnh đợt tật đau ốm, nghèo nàn túng thiếu, thì với người không tu là như mới vừa nói. Không tu là như mới vừa nói là sao? Là buồn, buồn liền. Nhưng Phật tử là con của Phật, mà nhất là Phật tử Kim Liên học giáo pháp rồi, thì mình nhìn nhận nó như người bạn đồng hành. Như người bạn đồng hành. Ông bà mình dạy sao còn nhớ không? Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo, chứ nghèo tiền, nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Mắc gì mà chúng ta phải sợ? Mà ông bà mình chưa chắc đã tu bằng mình đó. Bây giờ mình tu dày rồi mà mình thua ông bà mình sao? Ví dụ vậy, kiểu vậy. Tự phấn đấu lên chứ, phải không? Mà ngày xưa họ truyền miệng với nhau, họ có sự giáo dục như vậy. Còn bây giờ mình đường đường Phật tử khoác chiếc áo lam, học Phật pháp biết bao nhiêu lâu rồi, mà bây giờ thấy quả xấu là buồn. Buồn sao được mà buồn? Hễ anh càng buồn, càng buồn thì càng khổ thôi. Càng buồn càng khổ, càng buồn càng khổ. Thầy ví dụ, hai người A và B. A cũng lâm trong hoàn cảnh đó, B cũng lâm trong hoàn cảnh đó, tức là cũng nghèo nàn túng thiếu, bệnh tật đau ốm, nhà cửa nó không được như ý. Hai cái nhân vật A B này bị hoàn cảnh như nhau, nhưng với một người không tu với một người có tu nó khác không? Khác không? Khác làm sao nè? Khác làm sao? Với người không tu thì họ buồn bực, họ lo lắng, chạy đầu này xem, chạy đầu kia coi, coi thầy ấy mà. Chỗ nào mà nghe hay là chạy tới hết. Sửa cái cửa, sửa cái giường, sửa cái tủ, sửa cái bàn, sửa hết. Sửa riết rồi coi như ra sân nằm luôn nha. Thì đây là người không có tu, nhưng với một người có tu, họ nhìn nhận tất cả hoàn cảnh dù khó khăn, dù gian khổ như thế nào, miễn là an lạc thân lẫn tâm, an lạc thân lẫn tâm. Mà giáo lý của nhà Phật á, là lấy con người làm chủ nhân ông. Hiểu này không? Lấy con người làm chủ. Cơ bản con người còn tồn tại, anh mang được lợi ích cho mình, cho những người thân thương trong gia đình, rộng ra ngoài xã hội. Nếu anh là một người có tu, tu ở đây không có gì mà ghê gớm hết. Có nhiều người nghe chữ tu một cái là sợ rồi. Chữ tu ở đây là gì? Tu là sửa là ngon rồi đó. Nhưng mà sửa cái gì? Sửa cái này thôi. Sửa thân, sửa khẩu và sửa ý. Mà thân khẩu ý trong nhà Phật gọi là tám gì?
tam nghiệp. À, tam nghiệp. Ba cái nghiệp này á, chúng ta thấy lần đầu tiên là thân nè, mà giảng về đâu không biết kịp cái bài không. Lần đầu tiên là thân. Hữu thân là hữu hữu khổ. À, đó là bên nhà nho người ta nói đó, hữu thân là hữu khổ. Mà hữu khổ thì mới thành thành thân. Như vậy hóa ra một điều, tại sao gọi là thân nghiệp? Vì sao ạ? Vì sao gọi là thân nghiệp? Thân nghiệp nó gồm có cái gì? Thân nó có ba phần, gọi là thân tam. À, thân tam là gồm có gì? Nói lại cái này cho học hiểu tại lớp luôn nè. Thân là có sát sinh, có trộm cắp, có tà dâm nha. Nhớ. Mà sát sinh, trộm cướp, tà dâm thì có làm cái thân này khổ không? Vì hành động thân á, là do ý không kiểm soát. Nhớ nha. Ý không kiểm soát. Tại vì ý nó đầy, nó chật cứng cả tham sân và si. Đó, tham sân si là của ý. Ý nha. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Như vậy thì trong ba nghiệp, ý là cái quan trọng nhất, nó xui khiến thân và miệng, phải không? Xui khiến thân và miệng. Thì khi ý không kiểm soát thì nó mới có sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Hiểu chưa nè? Như vậy thì cái hồi nãy thầy hỏi đi hỏi lại là tu, là tu cái gì? Thì có nghĩa là chúng ta nói tu tâm, phải không? Mà tâm với ý là bằng nhau, tâm với ý giống nhau. Như vậy thì ta đánh giặc á, đánh trận á, phải đánh ngay vô xào quyệt của nó. Hiểu này không ạ? Mà xào quyệt của cái ba nghiệp này là xào quyệt nằm ở đâu? Dạ, là tâm ý nha. Là tâm ý. Tâm ý mà có những cái phương pháp chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa cái bên trong, thì cái bên ngoài hết có lao sao, hết có lao xào. Đúng không ạ? Quý vị thử đi nha. Cái tâm mình nó mệt mỏi lắm. Nhiều khi chúng ta cả một đời bạc tóc luôn á, mà chúng ta kiểm soát nó không nổi. Kiểm soát nó không nổi. Theo dõi nó thôi đó. Chư Phật cũng dạng mình là thường xuyên theo dõi nó. Hãy nó đi lệch cái quỹ đạo là chúng ta chỉnh nó qua liền. Hãy đi nó đi lệch qua cái la bàn là chúng ta phải chỉnh nó liền. Ví dụ hôm nay mùng 1, ta vừa thọ bát, ta vừa học giảng, ta vừa nghe quý thầy chia sẻ, thì nay chiều mà ta về nhà, ta tiếp xúc với gia đình, với xã hội, ta gặp những cái gì mà chướng tai gai mắt á. Nhưng mà với một người không có tu đó, không có sửa đó, thì người ta bung xòa liền. Hiểu không? Hiểu không ạ? Ở trong chùa ta nể mà, chứ ra đây mà chết với tao, kiểu vậy mà. Thì đó là những người không gì? Không có chuyển hóa, không có tu tập nha. Không chuyển hóa, không có tu tập. Nhưng với một người có tu thì họ kêu thôi, mọi việc rồi nó sẽ qua, miễn là mình còn sống, mình còn tu tập, mình còn hít thở, mình còn đi đứng, mình còn ăn nói được thì không sao. Còn cái chuyện mà người ta họ có nói, họ có chửi đó, mình có hằng khối cái phương pháp để mà mình chuyển hóa. Tại vì họ chửi mình mà mình chửi lại thì mình với họ giống hay khác? Giống nhau. Giống nhau. Mình không nói lại mình mới là khác họ. Mình không hành động lại mới là khác họ. Mà khác họ mình mới là con của Phật. Còn họ không tu chính họ không phải con của Phật. Mà mình chọn con của Phật hay là con của ma? Chúng ta chọn con của Phật hay là chúng ta chọn con của ma? Ồ, đơn giản vậy thôi. Thầy chỉ nói đơn giản một chút xíu vậy thôi. Cho nên đó, nóng giận là bản năng, mà kiềm chế là bản lĩnh. Kiềm chế là bản lĩnh. Ta vừa qua được cái cơn đó, nó khỏi đổ vỡ, nó khỏi mất lòng, nó khỏi cạch mặt, nó khỏi không nhìn mặt nhau nữa. Mà thôi thì cái dây đàn mà khi nó lên căng quá đó
thì cái tiếng nó rất là khó chịu. Thì cái tâm thức của người đang sân giận, đang bực tức là giống như cái dây đàn đang lên cao quá, quá cái độ cho phép. Thì ta phải nên gì? Cái đó là cái người đó ta nên gì? Ta nên thương. Ta nên thương vì tâm họ đang xáo, xáo trộn. Ta thấy coi phim lịch sử Đức Phật đó, khi mà Ma Vương hiện lên bắn hàng ngàn mũi tên vô, Đức Phật chỉ ngồi thiền định thôi. Nhưng mà những mũi tên đó nó càng tới gần thân thể Đức Phật, nó hóa thành hoa, thành bông, nó rơi xuống. Là sao? Những nhà làm phim và những nhà viết kịch bản họ sẽ giải thích như thế nào về cái hình ảnh đó, và cái người để cho người xem họ hiểu. Dạ xin thưa, một khi tâm anh sáng suốt, tâm anh tĩnh lặng, và từ lúc sinh ra, lúc còn hoàng thái tử trong triều đình của Ca Tỳ La Vệ, con của Tịnh Phạn, mã cho đến lúc trưởng thành, cho đến lúc niết bàn, Đức Phật mình sao ạ? Đức Phật mình sao? Không bao giờ có tâm sát sát sanh. Nhớ nha, nhớ, kinh khủng vậy đó. Chúng ta xem ở trong hả con ngỗng rồi một số cái sự tích về Đức Phật đó, thành thử ra từ lúc chào đời cho đến lúc vào niết bàn, Đức Phật không có tâm sát sanh. Mà người không có tâm sát sanh thì không dùng tới gươm, đao, trượng, kiếm, gậy, gọc, ngói, đá để làm hại chúng sanh. Với một cái tâm từ bi nó cao cả vời vợi như vậy thì không có ai hại được một cái người mà ở trong vũ trụ này chỉ có một nhưng không có hai, đó là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đây là những điểm tuyệt vời của Đức Phật chúng ta. Quý vị cứ giữ cho mình thật tốt thì những cái xấu nó mới không xâm nhập. Giữ cho tâm mình thật ngay ngắn, cho được trang nghiêm, cho được tốt đẹp, thì dầu người ta có đổ gì trong người mình thì cái tốt đó nó vẫn là tốt. Nghĩa là hễ bản chất của vàng 4 số 9 thì bây giờ ông có đem ông bỏ ở trong bùn, trong sình, trong đống rác, nếu mà ông kiếm lại được cái số vàng đó thì vàng đó nó vẫn là vàng 4 số 9 thôi. Nghĩa là một khi anh đã tốt thật sự rồi thì người khác họ có nói về anh xấu cỡ nào thì anh vẫn là người tốt thôi. Do vậy mà Đức Phật ngồi đó bắn bao nhiêu mũi tên, tiến gần tới hoa rơi xuống. Nghĩa là sao ạ? Họ ghét mình, họ đổ thêm nước hoa, họ đổ thêm cái chất thơm tho cho mình mà thôi, chứ không phải vì vậy mà họ làm cho mình mất đi giá trị một chút xíu nào hết. Cơ bản là ở nơi anh chỉnh sửa được gì, anh chuyển hóa được gì trong tâm thức nặng nề của anh. Còn ngoại cảnh con người xung quanh, chẳng qua nếu họ hiểu tôi, họ cho tôi một lời khuyên, họ cho tôi một sự thông cảm, họ cho tôi một sự ấm áp, tôi cảm ơn. Nhưng ngược lại sao? Họ không hiểu, họ không thông cảm, mà họ làm khó làm dễ, họ giằng xé lương tâm, họ chì chiết lẫn nhau, họ làm những cái hành động, lời nói, việc làm đối với tôi không tốt đẹp, thì mình nên sao ạ? Đây là những pháp hành đó nghe, đây là những pháp hành đó. Mai kia mốt nọ lỡ ta gặp cái hoàn cảnh trường hợp đó, ta biết cái cách để mà ta xử lý, mình phải nên làm sao trong những hoàn cảnh đó. Ta nên biết một điều rằng ở trong cõi càn khôn này nè, ở trong cái cõi vũ trụ này, trời đất bao la này nè, tất cả thầy trò mình rồi rộng ra ngoài xã hội chỉ là những cái điểm nhỏ li ti trong cái vũ trụ càn khôn thôi. Ví dụ như nó một cái vũ trụ bao la vậy thì thầy trò mình là những cái điểm tí tiệt tiêu ở trong góc này, chúng ta hiểu không ạ? Nó không so với vũ trụ, với trời đất, nó không là gì cả. Mà tâm hạnh của người tu đó là phải thông dong, giống như mây ngang qua núi, mây ngang qua thành, như gió không bị mắc vô lưới. Ta hiểu cái vấn đề này không?
Họ giăng lưới là họ đặt bẫy, là họ giăng những cái con thú, con chim. Chứ họ có giăng được gió không? Tâm tư ta cũng vậy, xin thưa đại chúng, ta phải làm cho nó nhẹ nhàng như mây trời, như gió, không bị dính lưới, không bị mắc lưới. Tại vì ta xem mình là những hạt bụi, hạt cát rất li ti, rất nhỏ bé trong cái vũ trụ càn khôn này. Và cái tâm thiền định là hướng tới sự bao la vũ trụ, chứ không phải thu hẹp lòng mình lại trong cái chốn nhỏ bé, trong ngôi nhà mình, trong cái cửa ngõ mình, trong cái giường của mình, trong cái phòng của mình, trong cái gia đình của mình được. Mà tâm của chúng ta phải phóng ra khỏi, để chúng ta có một cái nhìn tổng quan. Tổng quan là gì? Một khi đã là chúng sinh nằm trong cõi càn khôn nhỏ bé này thì ai cũng có hỷ nộ ái ố tật đố ganh tị thương ghét, nó đủ hết. Do đời vậy mà ta thấy làm sao? Nhờ họ ghét mà tôi có sự kiên định, tôi có sự trưởng thành, tôi có sự nhẫn nhục, tôi có sự khôn ngoan. Và từ đó mình nên cảm ơn người ghét mình, chứ không phải là nên ăn miếng trả miếng với họ, mới là chân lý của đạo Phật. Phải cảm ơn người ghét mình. Tại vì sao? Họ nâng cái bước chân của mình đi đến niết bàn nhanh hơn. Người thương thì là sự kéo, sự níu, sự giữ mình lại. Bởi vì càng thương là càng dính vào trong gì? Thương là càng dính vào trong gì? Trong ái, đúng rồi. Càng thương là càng dính vào trong ái. Mà ái là sinh ra sầu muộn, ái là sinh ra sầu khổ, ái là sinh ra mọi cái vấn đề kéo theo sau này. Cho nên phải nên cảm ơn người nào mà không thương mình. Tại vì họ cho mình sự độc hành, họ cho mình thiên lý độc hành ngang dặm. Khi ra đời, ta học một bài học đầu đời quý giá nhất, đó là gì? Đi ra từ bụng mẹ một mình. Và dù ta có chồng, có con, có đích tôn đi nữa, thì sau này ta chết ta vẫn thiên lý độc hành. Ta vẫn một mình chống chọi với nghiệp lực của ta. Dù có mẹ ruột, con ruột, có con trai, con gái, có chồng, có vợ gì, thì anh vẫn theo sự tạo tác của nghiệp mà anh đi tái sinh. Anh đi tái sinh. Nếu con trai, con gái, dâu, rể mà nó hiếu thảo thì nó nuôi nấng mình lúc còn sống. Mà nuôi còn sống là để làm chi? Một là nó trả ơn trả hiếu. Nhưng mà trong lúc trả ơn trả hiếu mà với cái người mà được trả ơn trả hiếu như quý vị này, là ba là mẹ của con cháu mình đó, nó trả ơn trả hiếu với mình đó, thì mình mừng hay mình sao? Mừng không? Mừng chứ. Nhưng bên cạnh đó ta nên nhớ một điều: với một người hưởng phước báo vì con cái hiếu kính mà không tu, một người B cũng được con cái phước báo hiếu kính nhưng mà có tu, hai người được khác không? Cho nên chỗ này ta thấy rất rõ, với một người hưởng phước báo, nhà cửa êm ấm, đầm ấm, con cháu ngoan hiền, biết nghe lời, hiếu kính cha mẹ, nhưng mà nghiệp một nỗi cái chủ nhân ông trong nhà này, cái chủ hộ này không biết tu. Bên gia đình B cũng y chang như mình nhưng mà chủ hộ lại biết tu, thì hai người này khác không? Nó khác làm sao nè? Nó khác làm sao? Dạ xin thưa, khi họ hưởng phước báu từ con cái, biết chăm lo, biết cung kính, biết phụng dưỡng đó, mà họ không có tu đó, thì họ gì? Họ chìm nghiễm trong dục vọng, hiểu không? Bữa nay ta không có uống sâm nữa đó, uống sâm miết mệt quá, ngày mai thay món khác đi. Có nghĩa là khi chúng ta chìm nghiễm trong dục vọng là chúng ta sinh cái tâm đòi hỏi ghê lắm. Tại vì con người mình chưa bao giờ ngừng đòi hỏi, cho nên ông bà mình ngày xưa gọi là lòng tham không gì không đáy, là chỗ này. Tới đây chúng ta hiểu chưa? Một khi đòi hỏi mà lỡ mai khi mốt nọ sự đòi hỏi đó không đáp ứng được, thì cái người không có tu này có tái sinh vào con đường khổ không? Khổ. Nhưng với một người vẫn hưởng phúc báo như mình, con cái nội ngoại nó biết cung phụng, nó biết phụng dưỡng, biết thương yêu, biết cung kính mình đó mà, nhưng mà họ có tu,
nó khác liền. Thôi con bớt bớt con, cái nồi súp mày nấu cho mẹ đó, mẹ thấy con nấu hơi nhiều á, mang cho chú bảy cô ba bớt đi, mẹ ăn chiếu chú mấy. Nó khác không? Khác. Có nghĩa là gì? Đơn giản vậy thôi. Khi họ già yếu mà họ được có phước báo, nhưng mà họ còn biết chia sẻ, nó hơn cái người mà không tu đấy không? Hơn chứ. Như vậy để cho ta thấy hai hình ảnh. Nếu mà một khi anh có tu thì anh sẽ xử lý nó khác, mà không có tu thì xử lý nó khác. Do vậy mà cái thương và cái ghét ở trong cái cõi bao la rộng lớn mây trời này nè, nó giống như sự tơ mong manh lắm. Bây giờ mà nói bà thương tôi chứ lát nữa bà hết đấy nha. Có không? Có chứ. Khổ lắm. Do vậy mà ở trong cái cuối của bài kinh là nó có cái phần gọi là hữu, chủ trương về cái thuyết hữu diệt. Cái vấn đề mà chúng ta tụng kinh đó là tốt, cũng giống như kinh mà chúng ta học đây nè. Nếu mà đưa cho quý vị đọc thì cỡ một bài kinh mà thầy dạy đó, thì quý vị đọc cỡ 10-15 phút là nó hết rồi. Nhưng mà cái quan trọng á là như thế nào để chúng ta hiểu được cái bản kinh đó, để hiểu được cái bản kinh đó. Tại vì chúng ta thấy rằng đó, một lời nói của một người bình thường, một người phàm phu nói ra đó, nếu như mà họ tăng bốc, họ ngọt ngào thì ta thích, đúng không ạ? Mà họ ngược lại thì ta không thích. Ngược lại với tâm, với ý, với suy nghĩ của mình thì mình thấy thôi, không thích đâu. Còn ai mà nói mình thích, ca ngợi mình, rồi khen tặng mình, rồi các kiểu, thì chúng ta vui không? Vui. Vui lắm, cho nên là chúng ta cứ dính vô. Thành thử ra là một bài kinh, nhưng mà sở dĩ mà thầy giảng cho như vậy đó là để chúng ta có được cái sự nhìn nhận nó phổ quát, nó rộng thêm ra, để chúng ta nắm cho nó dễ. Rồi tiếp tục. Ngược lại với một cái chủ trương thứ hai, đó là có nhân duyên. Mà có nhân duyên thì là nó ngược lại với cái không có nhân duyên. Tức là họ từ bỏ ba ác hạnh và họ chấp nhận ba thiện hạnh, và họ thuận với diệu pháp, và họ không có khen mình chê người, và họ được cái lợi ích là hiện đời tương lai và hiện tại. Một là tương lai, thì với một người sống thuận pháp, thuận nhân duyên đó, tức là thuận pháp đó, thì tương lai họ được tái sinh về chốn an lành. Còn hiện tại họ được những người trí khen ngợi. Hiểu không ạ? Đó là hai chủ trương. Như vậy thì chốt lại trong cái chủ thuyết mà gọi là vô nhân vô duyên này, chúng ta học được một bài học gì? Làm gì thì làm, chúng ta vẫn tin tất cả mọi sự vật hiện tượng trong trời đất này đều có nhân duyên. Chúng ta tin điều đó không? Ở đây có ông nào có học quẹt không? Là có liền à. Cầm học quẹt là biết có nhân duyên liền. Có học quẹt, trong đó nó có gì? Có cái hộp bên ngoài để chứa ga, đúng không ạ? Để chứa ga. Và trong đó nó có bánh xe, nó có đá, nó có lò xo. Nó hình thành một hộp quẹt chưa? Hình thành một hộp quẹt chưa? Hình thành rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái nhân duyên tác động vô để chúng ta dùng ngón tay chúng ta quẹt thì nó có ra lửa không? Như vậy thì con người mình cũng vậy, tâm thức mình cũng vậy. Cái nhân duyên là gì? Nhân duyên là sự nương tựa vào nhau mà sinh khởi, tùy thuộc để mà phát sinh. Nhân là yếu tố quyết định, điều kiện chính để làm sinh khởi có mặt của duyên. Ví dụ hạt lúa là nhân và cây lúa là duyên của hạt lúa, mà trong cái duyên đó nó rất là nhiều duyên: đất, nước, phân, lạc, công người, ánh sáng, độ ẩm, đất đai, vân vân, để nó mới tạo thành cái hạt lúa. Như vậy thì nhân và duyên là sự kháng khích, tương giao, tương quan lẫn nhau để mà sinh khởi. Nếu đủ nhân mà thiếu một trong hai duyên thì nhân này sẽ không phát sinh. Ví dụ như hạt lúa cắm xuống dưới đất
mà nó phát triển lên thành cây thì nhân đó là nhân tốt, mà cũng hạt lúa mà cắm xuống đất nó không phát triển, nó bị thối, thì nhân đó là nhân bất thiện. Ta hiểu không? Hiểu mà. Cho nên trong cái việc mà chúng ta làm công đức cũng vậy, làm công đức cũng vậy, bố thí, cúng dường, đúc chuông, tạo tượng, cầu siêu, cầu an, vân vân, tất cả mọi thứ mà đó có phải là nhân duyên không? Nhân duyên của tâm thức đó nghe. Mà nếu với một người có trí đi bố thí cúng dường nó khác với người không có trí đi bố thí cúng dường không? Ví dụ coi nè, mới tin nha. Thầy nói vậy thầy ví dụ cho con coi. Đây, ví dụ liền ha. Với một người không có trí tuệ mà trí tuệ trong nhà Phật gọi là trí tuệ giải thoát và giác ngộ. Với một người không có trí tuệ, họ cứ là đà lợt đợt à, giống như là gà què ăn quẳng cối sai. Là sao? Họ cầu cái gì? Họ không có cầu gì cho cao sang hết. Họ cầu hả? Mạnh giỏi, cầu cho bình an, cầu cho tài lộc, cầu cho tình duyên, cầu cho đầm ấm, vân vân. Thì đó là quẩn quinh trong cõi gì? Cõi dục. Nhớ nghe. Một là không có trí, hai là trí siêu á, trí nhỏ tiêu ha. Nhưng với người có trí họ sẽ cầu khác à. Họ mới cầu cho ai hết á. Cầu Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển là sao? Là đạo Phật mỗi ngày mỗi sáng sủa, Pháp Phật mỗi ngày được lưu chuyển, được thuyết rộng ra, được giảng rộng ra cho chúng sinh được hiểu. Và nhân con đang cúng dường là quả giác ngộ đời sau con hưởng. Ví dụ bây giờ con đang mang thân là phụ nữ ha, ô uế, phiền não, bệnh tật, nếu mà gãi gánh giữa đường á hả, là cô đơn, là cô độc, có đúng vậy không? Vậy thì bây giờ con về chùa với tâm niệm gì? Con nguyện bây giờ và mãi về sau, mà phải nguyện nha, ngày nào cũng nguyện, tháng nào cũng nguyện, năm nào cũng nguyện dùm một chút. Tại vì nguyện lực càng nhiều càng mạnh thì cái quả mình nó mới thành. Nhớ nha, nhớ. Con thấy được sự đẫm nước mắt của thân nữ, con thấy sự cơ cực của kiếp người, con quá chán nản khi con mang thân nữ, bất tịnh, ô uế, sinh đẻ, đau ốm, có không? Có. Cho nên bây giờ mãi về sau, dù ở bất cứ nơi nào, chốn nào, con cũng nguyện một là thọ thân nam, hai là phải là người xuất gia tu hành đàng hoàng chân chính, ba tiến thẳng đến giác ngộ và giải thoát hết, không nguyện một gì hết. Nên nhớ phải nguyện như vậy. Khi mà tôi mang thân nữ, tôi mang thân đàn bà đó mà, thì tôi nguyện lực nó phải là như vậy. Còn bằng không là hả, cứ quẩn quanh miết thôi, rồi cũng làm mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng, trả vai trả miết suốt đời, không bao giờ ngóc lên được. Hiểu cái này chưa ạ? Cho nên hoàng hậu Maya vô lượng kiếp ngài đã nguyện như vậy rồi. Không phải dễ gì mà mang thánh thai của một vị Phật đâu nha. Cái tâm tình của bà hoàng hậu Maya nó linh thiêng như một ngôi đền. Cái tâm hạnh của phụ nữ nào là ganh tị tật, đố tị hiềm, ghét gẫm thù hằn, không còn một chút xíu nào hết. Không còn một chút xíu nào trong tâm của hoàng hậu Maya hết. Cho nên cái nguyện lực nó cao cả như vậy mới mang được thánh thai, mà sau này là thành một vị Phật chánh đẳng giác, mà trả hết nghiệp của cái cõi kiếp này rồi đó, là sinh về cõi Phạm Thiên trong vòng 7 ngày mà thôi. Trong vòng 7 ngày. Đó là một người phụ nữ tuyệt vời, phụ nữ tuyệt luân. Dẫu mang thân nữ
Nhưng tâm tình không hề nữ, không hề nữ. Nữ vậy mới mới đáng danh ha, xứng đáng. Rồi tiếp tục qua cái pháp kế tiếp là pháp không gì chuyển hướng đối với thuyết sắc toàn diện và hữu toàn diện. Ở trong cái thuyết mà gọi là sắc toàn diện, nó cũng có hai cái chủ trương. Một là chủ trương không thể có một vô sắc toàn diện, và hai có một vô sắc toàn diện. Đó là hai chủ trương. Thì ở đây sắc được hiểu là biến ngại vi nghĩa. Biến ngại vi nghĩa có nghĩa là lấy sự biến ngại làm cái nghĩa tối yếu của sắc. Biến là thay đổi, không đứng yên là vô thường, là di chuyển, là biến hoại. Ví dụ gái 18 khác gái 30, gái 30 khác bà già 50-60, bà già 50-60 khác bà già 70-80 khác không? Đó là sắc. Nó thay đổi, sự biến chuyển. Ngày nào em bé cõng con, bây giờ em đã lớn khôn thế thế này. Cơm cha áo mẹ chữ thầy, nghĩ sao cho thỏa những ngày ước ao. Ví dụ vậy, đại để là vậy. Tức là cái lúc nhỏ sắc diện mình nó khác, lớn lên trưởng thành sắc diện mình nó khác, già nua lụm khụm sắc diện mình nó khác. Như vậy sắc có phải là thay đổi không? Có thay đổi không nè? Cho nên gọi là biến ngại vi nghĩa. Nghĩa là lấy cái sự chuyển biến của nó mình làm cái nghĩa lý. Hãy nói tới chữ sắc, đó là nói con người nha. Còn nói về vạn vật hữu tình cũng vậy, qua đẹp rồi qua sẽ tàn. Có phải biến hoại không? Phải. Xe mới mua khác với xe 5-10 năm sau chúng ta đã xài không? Khác. Tất cả mọi vật đều là vô thường biến hoại. Cho nên nhà Phật dùng chữ gì? Chữ sắc. À, sắc là những cái gì chúng ta nhìn bằng mắt được. Nhớ ngàn dạng rất chậm á. Sắc là những gì chúng ta nhìn bằng mắt được. Ví dụ như bàn là một sắc, bông là một sắc, bình ly là một sắc pháp, tượng Phật là một sắc pháp, ABCD đang ngồi ở dưới là mấy chục cái sắc pháp. À, như vậy là ta nhìn bằng mắt được. Rồi, thứ hai, ta nghe bằng tai được. Thứ ba, ta ngửi bằng mũi được. Hiểu không? Ta nếm bằng lưỡi được và ta xúc chạm được thì gọi là sắc. Còn những gì thuộc ẩn bên trong gọi là danh. Đúng rồi, giỏi lắm bà già, chính xác. Những cái gì mà thuộc cái tập tính bên ngoài, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, biết được là sắc. Nhớ nghe, nhớ dùm chút. Những cái gì mà không cân đo đong đếm được là danh. Như vậy là sân hận là danh. Tâm tình bên trong gọi là danh. Từ bi thương người, quảng độ bác ái gọi là danh. Hiểu không? Rồi. Như vậy thì có một cái chủ trương đầu tiên là không có một cái vô sắc toàn diện, và chủ trương thứ hai là có vô sắc toàn diện. Như vậy thì chữ sắc và chữ vô sắc ở đây nó có gì khác nhau hay không? Dạ xin thưa, khác. Hễ mà tâm tình của anh chấp chặt vào sắc uẩn, nhớ nha, tâm tình của mình chấp chặt vào sắc uẩn, thì dù ta là người bình thường hay ta có chứng tới các tầng thiền, thì cái ý của ta tương tác để ta sinh về cõi trời sắc giới. Sắc giới. Nếu mà ta tu thiền đó mà tâm tình chúng ta gắn chặt vào sắc thì ta tái sinh vào cõi trời sắc giới. Mà nếu mà tâm tình chúng ta mà vô sắc á, nghĩa là ta không bận vì ăn, vì mặc, ăn sao cũng được, mặc sao cũng được, ở sao cũng được, không cần thiết lo lắng, miễn là có cái chí hướng, có cái đối thủ, có cái lập nguyện tu hành đàng hoàng, thì những cái sắc này hạn chế tối đa. Mà người hạn chế tối đa về sắc thì là chúng ta có được cái cõi trời vô sắc. Hiểu chưa? Mà cõi trời vô sắc giới là gì? Một
ví dụ đại để là trong kinh diễn tả, ở trên đó, ở trong cái cõi mà cõi trời vô sắc á, là có không có nữ mà toàn là nam, và những người nam này là gì, là tuổi rất là ấu nhi và nhi đồng à, và họ không có chung đụng xác thịt. Nói dài cho dễ hiểu nè, cõi sắc giới là nó có đủ sắc thọ tưởng hành, sắc thọ tưởng hành và thức, còn cõi vô sắc thì nó chỉ có thọ tưởng hành và thức thôi. Thọ tưởng hành và thức là cõi vô sắc. Thì một cái chủ trương đầu tiên họ nói là không có một vô sắc nào toàn diện. Chủ trương thứ hai là có một vô sắc toàn diện. Thì ở đây ta có thể giải thích như thế này. Với chủ trương đầu tiên thì họ cho là không có một vô sắc, phải không? Thì cái này Phật không chấp nhận. Vì với một cái tâm tình, với một cái sự tu tập, với một kinh nghiệm của ta, thì ít nhất cái vấn đề buông xả bỏ là nó nằm trong cái tư duy thiền định của những hành giả. Do vậy mà lúc người bình thường, hay là trong lúc tu tập, hay là những người chứng đắc, đều là ở trong cái vô sắc. Như hồi nãy thầy có thưa ở ngay bài giảng, cái gì mà nó còn nặng nề thì khi nó rớt xuống đó thì cái tiếng nó sẽ khác và cái đống thịt nó sẽ khác. Nhưng một tờ giấy, một chiếc lá, một hạt xương, khi nó rơi từ trên cao xuống thì nó sẽ khác với con người của mình chứ phải không? Do vậy mà hễ sắc là những cái gì đó, càng có sắc là càng ràng buộc. Hễ anh càng nặng về sắc, sắc ái, sắc dục là nó ràng buộc, nó kéo, nó trì, nó lôi. Cho nên là nhà mình mà có người thân mà mất, các thầy dạy mình là đừng có khóc. Đừng có khóc là vậy. Lỡ mà cái hương linh đó họ chưa thác sinh về cõi an lành, tức là họ chưa có tìm cái đường để tái sinh đó, họ nhìn họ thấy mình khóc lóc buồn bã thì người ta chịu không được. Họ nhiễm vào sắc, mà sắc đây gọi là sắc ái, phải không? Đó. Cho nên cái chủ trương thứ hai là ta nên học, còn chủ trương thứ nhất là họ chối bỏ cái vấn đề vô sắc. Mà sắc họ không hiểu một điều là tất cả tập hợp sắc thọ tưởng hành thức đều là vô ngã, đều là vô ngã, ngũ uẩn vô ngã, cho nên sắc cũng vô ngã, phải không? Thọ tưởng hành thức ở trong trạng thái thiền định, nhưng để rồi khi họ tiến sâu vào những tầng thiền cao hơn thì thọ tưởng hành thức nó cũng đều là vô ngã. Nhưng mà đối với sắc và vô sắc, anh chặt bớt sắc thì tạm thời mẹ ơi yên lòng, phải không ạ? Mẹ ơi hãy yên lòng, phải không? Rồi qua cái thứ cuối cùng, pháp không gì chuyển hướng đối với thiết hữu diệt. Chữ hữu đối với vị nó ở đâu? Hữu là ở trong 12 nhân duyên, mà hữu là nhân duyên của sự sanh, bởi vì nó đứng trước chữ sinh và đứng sau chữ gì? 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, rồi mới tới hữu. Như vậy thì hữu là thuộc tính là gì? Nó làm nhân, làm duyên cho hữu rồi tới gì? Tới sanh, phải không? Hữu rồi tới sanh. Hữu sanh rồi mới lão tử. Như vậy thì cái quy trình 12 nhân duyên thì hữu đây nè là nhân duyên đi đến tái sinh. Mà hữu không có mặt đó, có hai cái chủ trương. Một là nói là không có hữu diệt, và hai là nói có hữu diệt. Thì hai chủ trương này nè, ta nên chọn cái không hữu diệt, là tại vì càng có hữu thì càng tái sinh. Trong kinh ví dụ rất là rõ, mấy đứa trẻ con mà nó chơi đồ hàng đó, nó lấy đất, lấy cát, nó nặng thành những cái thành quách bằng đất, bằng cát, phải không? Nó làm nhà đó, nó đóng ụ ụ ụ lên đó. Thì nếu mà nó muốn chơi nữa thì nó để cái nhà giả, cái thành quách giả đó lại nó chơi, phải không?
Nhưng mà nếu như mà bây giờ nó còn cái tâm tham chấp á, thì nó giữ cái nhà cát đất đó để lại nó chơi. Mà nếu như mà nó nản, nó chán quá rồi, thì nó lấy cái chân cái tay nó hất nó đá để cho không còn cái nó chơi nữa, phải không? Thì người tu mình cũng vậy, nếu mà không còn muốn tái sinh vào những cái đường lầm lạc bốn cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula là bốn cái con đường khổ, và hai con đường là thiên và nhân. Ở trong lục đạo đó thì nó có bốn cái cõi khổ và hai cái cõi được sung sướng. Mà cõi người nó không sung sướng bằng cõi trời. Mà cõi trời nó cũng có trời dục giới và trời vô sắc sắc giới, kiểu là vậy. Thành thử ra ở người cũng vậy, ở cõi người cũng có cái số lượng người này, cái số lượng người kia, con người này, con người kia, đen, trắng, cao, thấp, mập, ốm, vân vân, nghèo, giàu, đủ hết tất cả mọi thứ. Thì khi mà anh tu tới một cái tầng thiền nhất định nào đó rồi, thì anh chán nản cái kiếp sống hiện tại, anh nhàm chán nó, anh ly tham nó, anh viễn ly nó để anh tiến tới sự giải thoát. Nghĩa là dẫu anh có trụ ở thế gian này 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, thậm chí 80 năm, 100 năm hay hơn nữa, thì đối với một bậc thánh đa văn hiểu nghĩa rồi, thì họ phải nhàm chán kiếp này, họ nhàm chán cõi này, họ nhàm chán cảnh này, và thậm chí họ nhàm chán luôn cả bản thân cơ thể của họ. Để làm chi? Tại vì cái tâm tình, cái tu tập, cái hướng của họ đi đó, nó không quẩn quanh trong sáu nẻo luân hồi nữa, mà nó đạt đến một cái trình độ cao chót vót, đó là gì? Chứng về Phật quả, chứ không phải là quẩn quanh trong sáu đường thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nữa. Do vậy hữu diệt hoàn toàn thì mới đúng với tinh thần của Phật dạy, chứ còn có một cái thuyết ngược lại là không có một hữu nào hết thì nó không đúng. Chốt lại một điều, qua cái bài kinh 60, kinh không về chuyển hướng đó, gồm có một số cái phần mà chúng ta cần phải nắm bắt. Những cái gì càng thực hành thì có lợi ích thì chúng ta càng thực hành, còn không như lúc hôm trước thầy có thưa với đại chúng đó, có nhiều người mình đó, mình sống trong những cái môi trường, sống những cái hoàn cảnh, nói hữu đây này, hữu là cái chỗ để chúng ta tái sinh đó, hữu rồi sinh lão tử đó, thì hữu là cái nhân duyên để mà chúng ta tái sinh đó, nó đứng đằng sau thủ. Thủ là chấp thủ, ái rồi mới thủ rồi mới hữu nha. Cái dây xích 12 móc nhân duyên đó, ở đâu có ai biết không? Đâu ai biết 12 nhân duyên, dơ cao thử. Bây giờ nói sao nè, làm gì thì làm, làm gì thì làm. Đời sống có thể có bữa đói bữa no, đây là tâm tình thật sự nha. Làm gì thì làm, đời sống của kiếp người đó có thể có bữa đói bữa no, bữa này bữa khác, bữa kia bữa nọ, đồng ý không nè? Có giàu có nghèo, có lên có xuống, có thăng có trầm, có vinh có nhục, có đắc có thất, có được có mất. Nhưng bất kể hoàn cảnh nào, với một cái tinh thần của một vị chiến sĩ, thì phải lấy nhìn về cái hướng của ngọn cờ của Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà làm cái hướng đi. Nghe nha, phải nhìn lên trên Tam Bảo Phật Pháp Tăng là một ngọn cờ sáng giá đưa đường chỉ lối cho ta. Chỉ sợ mai kia mốt nọ con đi là cái quỹ đạo Phật Pháp Tăng Tam Bảo mà thôi. Còn nằm trong vòng tay thương yêu của Phật Pháp Tăng là dù anh có trôi dạt thì cũng trôi dạt trong tình thương của chư Phật và Bồ Tát. Nhớ kỹ cái điều này dùm. Muốn làm được điều đó, tứ đế là gì? Hiểu. Bát chánh đạo là gì? Hiểu. 12 nhân duyên là gì? Hiểu. Phải nắm bắt chứ. Bây giờ hỏi cái gì cũng không biết. Nhớ. Không biết. Chết luôn quá nha. Chết á. Ừ. Đây là tâm tình thật sự. Tại vì ông ngài nhà mình đó, Đức Phật nhà mình đó, trao cho thầy, trao cho mấy thầy, trao cho quý vị mỗi một người có một chìa khóa vạn năng mở vào cái tòa pháp bảo
Đức Phật chỉ cần đẩy cái nhẹ cái tay vô thôi. Con cứ vào trong cái kho tàng pháp bảo đó mà con bơi lội, con bay nhảy trong đó. Nghĩa là gì? Rảnh giờ nào xem kinh, nghe pháp, tọa thiền, niệm Phật. Còn bằng lại hạn chế tán gẫu, tám chuyện, coi phim, coi hài, nghe nhạc, hạn chế tối đa những cái đó, thì chúng ta có sinh tử thì cũng sinh tử trong Phật pháp mà thôi. Chúng ta hiểu gì chứ ạ? À? Dạ rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.